video cuối thùng Linux ASA25 gửi cho khách. Rồi thì ở trong cái này nó sẽ bao gồm một cái dây đeo, cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng và am lật ngược ra, lật kéo ra. Rồi đây thì mình có một cái cục adapter. Rồi, ở đây thì mình có một cái adapter đây. Adapter này là vừa dùng là dây nguồn và lẫn dây sạc luôn. Rồi, đây là cái am. Am này bao gồm thì hai line là line guitar và line micro. Line guitar thì có volume, bass, beat, check. Thì cái này là cơ bản rồi. Còn cái micro này á thì mình có volume với lại sen. Rồi có sẵn reverb với lại master. Master là tiếng tổng này, kết nối Bluetooth. Ở đằng sau này thì mình có là cổng phone. Layout này để ra một cái lo khác. Còn đây là cái cổng âm thanh vô 3.5. Đây là cổng sạc. Đây. Thì con này nó có tích hợp luôn cả chỉnh dây guitar trong này. Chút nữa mình sẽ test chức năng này. Rồi, bây giờ là mình test cái lo. Rồi, cái am nút này bây giờ sẽ được em test trên cây Luna. Lắp sẵn quy. Cả các âm thanh trên này đều được thu trực tiếp từ điện thoại nha.